Hai mọi người, thì hiện tại Giang đang ở ngay căn hộ Sài Gòn Entola, ngay khu dân cư 13E, huyện Bình Chánh mọi người nhé. Thì Sài Gòn Entola là nằm ở phía sau của trường Đại học Văn Hiến và trường Đại học Kinh tế. Thì những anh chị nào mà làm giảng viên tại Đại học Kinh tế hoặc Đại học Văn Hiến, hoặc là các bạn là những bạn sinh viên mà các bạn muốn ở đây để mình đi học cho nó gần á, thì vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 0914245885. Giang sẽ hỗ trợ tìm cho bạn một căn ưng ý trong chung cư Sài Gòn Entola. Thì bây giờ Giang sẽ đi vào giới thiệu căn hộ của chúng ta nhé. Thì bây giờ mình bước vào cái căn hộ của chúng ta nè. Thì từ ngoài bước vào á, thì chúng ta sẽ được bàn giao một cái cửa lõi thép chống cháy. Thì trên này thì cửa này nó tích hợp cho ta một cái khóa 3 tính năng. Thì khóa này là khóa vân tay nè, rồi khóa số nha mọi người đó, rồi khóa cơ ở đây, này khóa cơ. Rồi trên cái cửa này là tích hợp luôn cái mắt thần ở trên đây. Và cái cửa ta có một cái chỗ hơi nè mọi người, người thấy không ha, cái chỗ hơi thì chống va đập ha. Rồi rồi từ bài bước vào đó là bên tay phải của chúng ta là hệ thống bếp. Thì chủ đầu tư khi mà bàn giao cái căn hộ này cho khách hàng á, thì chủ đầu tư họ lắp cho khách hàng là hệ thống tủ bếp như vậy rồi. Và trên hệ thống tủ bếp này á, có lắp cho mình một cái bồn rửa luôn nè. Bồn này hai chậu nha mọi người. Một cái chậu thì mọi người có thể là rửa những cái thực phẩm giống như là thịt cá, còn chậu còn lại thì mọi người rửa rau củ quả, nó sẽ an toàn vệ sinh cực kỳ luôn. Và trên cái bếp của chúng ta á, chủ đầu tư họ lát gạch bóng nè, bóng trơn ha. Thì khi mà nấu nướng thì một phần nào đó cái thực phẩm á, những cái mà khói của thực phẩm sẽ bám vào cái bức tường. Nếu mà chủ đầu tư họ làm cái dạng sân nước không thì nó rất là dơ luôn. Với gạch bóng này thì mọi người lau nó rất là thuận tiện luôn nha mọi người. Rồi ở đây nó có một cái phích cấm hai chấu ha, hai tổng cộng là mình cấm được hai phích ha, hai giắc ha. Thì đây để mọi người cấm những cái ấm đun sôi nè, hoặc là lò vi ba, lò vi sóng á, cũng rất là thuận tiện luôn. Thì cái hệ thống tủ này thì mọi người nhìn thấy nè ha, rất là nhiều ngăn tủ luôn để mọi người chứa được rất là nhiều vật dụng nha mọi người đó. Chủ đầu tư họ làm rất là nhiều ngăn ha, đó. Tính ra là mấy chục ngăn luôn, là mọi người rất là dễ, mình có thể lắp đặt những cái tủ chén vô đây ha. Đó, mình lắp đặt nhiều tủ chén vô để mình thuận tiện để những cái tủ chén. Hoặc là mọi người đặt ở đây nè mọi người. Ở đây mình rửa chén xong cái mình thiết kế cái tủ chén đây, mình kéo ra kéo vào á, mình đặt ở đây luôn. Mình có thể là kéo ra một tí mình đặt, khi mà nước nó sẽ nhỏ giọt xuống dưới đây, nó không có vấn đề vệ sinh mà nó cũng tiện lợi nữa. Rồi. Đá thì mặt đá này thì cũng rất là dễ lau chùi ha, với lại mặt đen này nó sẽ ít bẩn hơn, mọi người nhìn vào chứ không thấy bẩn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ di chuyển vào cái phần khu vực không gian phòng khách. Thì đây là không gian phòng khách của cái căn hộ của chúng ta. Thì không gian phòng khách thì chủ đầu tư họ thiết kế một cái hệ thống cửa này view trực diện bên ngoài nè mọi người. Và view này là view về phía Phong Phú nè mọi người, khu dân cư phong phú ha, của huyện Bình Chánh đó. Mọi người nhìn xuống ở dưới á, một mảng xanh cực kỳ là đẹp luôn, và nó rất là trong lành luôn mọi người thấy. Ở đây quy hoạch đường xá là nó quy hoạch rất là rõ ràng, đồng bộ ha. Thì ở đây thì có chung cư Sài Gòn Entola, còn phía dưới thì có những cái căn biệt thự đó. Rồi khi mở cửa ra, cái hướng của chúng ta là hướng đông nam, thì mở cửa ra thì nó rất là thoáng và mát. Rồi Giang đứng ở đây, đứng góc này nè, khi mà Giang mở cửa sổ á, thì Giang cảm nhận là cái gió nó lùa vào mặt của Giang rất là mát luôn mọi người. Thì dưới cái hướng gió này mọi người có thể đặt một cái sofa ở đây nè ha, mình đặt cái sofa ở đây luôn cũng được nè. Đó, cái bộ sofa thì gió nó lùa vào, mình ngồi ở đây mình ngắm ở phía bên kia, nó cực kỳ là mát và thoáng luôn. Và ở đây không gian này á, mọi người có thể đặt lắp cho mình một cái bàn làm việc tại đây luôn cũng được nè mọi người ha. Thì ngồi làm việc mà mình nhìn cái view, khi mà mình thiếu những cái ý tưởng trong công việc á, nhìn cái view ngoài, nhìn cái view xa, thì mọi người sẽ có những cái cảm nhận, cảm xúc hơn, để mọi người có những cái ý tưởng mới để mà giúp cho công việc mình nó thuận lợi hơn. Vâng.
Thì ở đây thì chủ đầu tư họ thiết kế cho mình một cái vách. Cái vách này là vừa vách ngăn vừa là vách tủ luôn ha. Thì mọi người có thể để một số vật dụng ở đây, mình trưng bày bố trí một số vật dụng, hoặc là mình có thể lắp cái tivi ở đây luôn nha mọi người. Đó, thì cái sofa nằm bên đây, cái tivi nằm bên đây ha. Rồi bây giờ cái này là không gian, cái thiết kế này á là dạng 1 cộng 1. Một là mọi người có thể đặt cái bàn làm việc ngoài đó, và muốn thêm một cái bàn làm việc ở đây nữa cũng rất là thuận tiện luôn, là có thêm hai cái bàn làm việc. Và trong cái không gian này cũng có luôn cái cửa sổ nữa mọi người ha. Đó, thì nó sẽ lấy gió vào cái căn phòng nhỏ này luôn. Còn nếu mọi người không muốn dùng làm phòng làm việc thì mọi người có thể thiết kế cái này là một cái không gian ở nhỏ cũng được, thì nó rất là tiện lợi cho những các bạn sinh viên á. Thì bạn có thể là lắp cái giường ở đây, cái giường nhỏ thôi, và kế bên cạnh đây là một cái bàn làm việc đó, thì bạn có thể bước lên bước xuống, nó cũng rất là thuận tiện. Giống như mình học xong mình mệt thì mình lăn ra mình ngủ luôn đúng không ạ? Rồi ở trong này nó cũng có cái hay nữa, ở đây nó cũng có cái gương soi luôn nè mọi người ha, cái gương soi đây luôn. Thì cái căn này nó phù hợp với những bạn nữ vừa học vừa ngủ luôn, thì các bạn cứ ngồi dậy, các bạn ngồi ở đây các bạn làm học học tập, các bạn có thể soi gương, mình nhìn vào gương gương ha, mình có thể trang điểm trực tiếp tại đây luôn. Rồi dưới đây nó có những cái hộp tủ nè để mình chứa một số vật dụng ha. Rồi ở trên đây thì có ổ cắm, thì mọi người có thể sạc điện thoại để đây nè ha. Mình tránh được cái vấn đề giống như mình cái giường đây thì cái điện thoại mình sạc đây, tối ngủ cũng an toàn nữa, cực kỳ là an toàn luôn ha. Rồi ở trên này thì ở đây nó có nút cảm biến, nút đèn nha mọi người, mình mở hết đèn mình chỉ cần chạm nhẹ thôi, chạm nhẹ hơn chạm điện thoại luôn. Đó, rất là nhẹ luôn, nhẹ nhàng luôn đó. Còn đây là không gian phòng ngủ chính nè. Thì trong không gian phòng ngủ chính này chủ đầu tư họ bố trí luôn cái nhà vệ sinh ở trong phòng ngủ luôn đó. Mọi người bước vào mọi người coi ha, thì đây là không gian nhà vệ sinh của phòng ngủ chính đó. Đó, nước nước xào xào luôn mọi người đó. Rồi lỗi rồi, lỗi kỹ thuật này, khắc phục này, lỗi kỹ thuật này ha. Rồi dòi nước nè mọi người coi nè ha, biết có ấy không? Rồi chắc nước đang chạy, diễn biến nước thì anh bỏ bỏ cái hàng nước này bỏ nước đi nó sao sao đó. Thì ở đây có bồn rửa mặt rồi gương soi cho chúng ta luôn. Mọi người di chuyển qua đây mọi người coi nè, di chuyển vô anh đó. Thì ở đây chủ đầu tư họ lắp cho mình một cái ổ cắm luôn, ổ cắm này an toàn ha, nó có cái nắp nè, lạ lần đầu tiên em thấy ổ cắm như vậy luôn, có cái nắp, nói chung là nó cũng rất là an toàn. Thì mọi người khi mà mọi người sạc những cái máy sấy á thì mọi người mở nắp ra, mọi người cắm, khi mà mình dùng xong mình đóng lại, tại vì khi mình tắm rửa trong cái nhà vệ sinh này nước nó sẽ bắn vào xung quanh ha, có thể nó bắn vào, nếu mà mình không có cái nắp này nó sẽ bắn vào cái ổ cắm này, thời gian mình chạm không sao hết trơn ha. Rồi thì không gian phòng ngủ chính á, thì bên chủ đầu tư họ cũng lắp đặt rất là nhiều phích cắm ở đây nè, thì mọi người có thể đặt những cái tủ quần áo ở đây cũng được, hoặc là những cái kệ gì đó mọi người bố trí, mọi người có thể sạc pin, mọi người để ở đây luôn điện thoại và những thiết bị điện tử. Thì ở đây là không gian này nó có một cái cửa sổ, cái cửa sổ này hướng ra phía ngoài lô gia để lấy gió và ánh sáng vào, mọi người nhìn thẳng ha, đây là khu vực lô gia đó, thì rất là cực kỳ là mát luôn nha mọi người ha. Ra mở cửa ra đứng đây dần cảm nhận rất là mát luôn. Thì cái căn này là được thiết kế hai nhà vệ sinh luôn, rất là hay ha, phía bên ngoài cũng có một cái nhà vệ sinh nè mọi người đó, cảm biến rồi đó, tắt mở tắt tắt mở tắt mở ha. Thì đây là nhà vệ sinh chung. Nhà vệ sinh này thì giống như anh chị các bạn mà thuê ở đây hoặc mua ở đây á, thì các bạn có thể là bạn bè mình lại chơi á thì họ đi vệ sinh ở khu này, nó không ảnh hưởng tới nhà vệ sinh trong cái phòng ngủ chính của mình đó. Hoặc là những cái bạn mà ở đông á thì các bạn có hai nhà vệ sinh như vậy thì nó rất là thuận tiện cho mình, giống như vấn đề đi vệ sinh các kiểu luôn ha. Thì trong nhà vệ sinh này chủ đầu tư cũng lắp đặt cái ổ cắm, phích cắm luôn nè mọi người, nó đầy đủ ha, lavabo, lavabo rửa mặt và lavabo rửa mặt và
bồn cầu ha. Đó. Thì hiện nay thì do cái căn này chưa có người ở nên bên chủ đầu tư họ tạm thời có nghĩa là ngừng cung cấp nước, nên nãy mình mở nước nó không ra là như vậy ha. Thì khi nào mà các bạn ở chính thì Giang sẽ yêu cầu bên phía ban quản lý họ mở cái nguồn nước lên để tránh cái gò rỉ với mọi người. Tại vì nếu mà mình dẫn đi mà một số khách mà vô tình mà mở á, thì nước nó gò rỉ thì nó rất là lãng phí về cái nước ha. Nguồn nước nó cũng rất là quý trọng luôn. Rồi. Rồi. Và chưa hết ha, thì cái phòng ngủ của chúng ta là chủ đầu tư họ cũng lắp đặt cái hệ thống báo cháy ở đây nè. Nó rất là xa cái bếp nha mọi người. Nó rất là xa cái bếp. Là ở khu vực là khu vực phòng khách nè. Đó. Mọi người thấy không? Thì cái phòng báo cháy này để mà đảm bảo cái an toàn phòng cháy chữa cháy cho căn hộ của chúng ta. Rồi, nếu anh chị nào muốn mua một căn tại đây hoặc là muốn thuê một căn hộ tại chung cư Sài Gòn Châu La thì vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 0914245885. Giang sẽ hỗ trợ anh chị chọn được một căn ý tại chung cư Sài Gòn Châu La và sống trong một không gian vô cùng trong lành của khu dân cư 13E, huyện Bình Chánh. Hẹn gặp lại anh chị tại căn hộ mà anh chị sau này trở thành một cái nơi an cư lý tưởng cho anh chị. Xin chào anh chị.